Bạn thấy đó, đó chỉ là một cái nhỏ thôi, cho mọi người ghé qua, nó có bán đầy đủ hết. Cũng buổi sáng sớm mình đi exercise, tập thể dục thì mình ghé vô, mình nghe qua, mình coi các bạn. Đó. Thì một vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống quận Cam Cali các bạn. Nha. Một lần nữa cho cuộc sống quận Cam Cali. Xin chào các bạn, chúc các bạn có một tuần lễ vui vẻ, mạnh khỏe và nhiều điều tốt đẹp nha. Hello các bạn, John đây, cuộc sống quận Cam Cali. Hôm nay John sẽ dẫn các bạn đi một cái nơi Farmer Market, có nghĩa là chợ nông dân đó các bạn. Mình nói là chợ nông dân đó các bạn. Thì cái chợ này á, nó nằm ở trên đường Euclid và đường Warner nha. Nó là một cái chợ nhỏ nhỏ thôi. Phía đằng sau lưng John đó, nó có mấy cái túp lều đó các bạn. Thì mình sẽ ghé qua. Bên cạnh cái chợ Farmer Market hôm nay á, cũng có bà con mình á, ra tập thể dục cũng nhiều lắm. Chọn hiện giờ là John đang đứng ở My Square Park đó. Đó, bà con mình cũng đang tập thể dục rất là nhiều đó các bạn, buổi sáng. Sau lưng John là bà con mình đang tập thể dục đó các bạn thấy không? So this is every Friday, last month, I mean, every Friday, every Friday, every week. Every week? Oh, okay, my first time, so I just found out, okay, salamat, slow. Nuts, that's good. Yeah, we got samples. You want to try any? Yeah, that's fine. It's good for your brain. Mm-hmm. Yeah, different kind of bread. Oh, bread. I come back. I come back. I go around first.
ấy rồi. Yeah. Yeah, how are you? Thank you. Yeah. Sure, I'll try. Yeah, thấy đó, John đi một vòng chỗ bạn coi đó các bạn, thì họ có khoảng chừng mười mấy cái booth thôi, mười mấy cái lều nhỏ nhỏ thôi, gần ngay trong Maxwell Park đó các bạn. Đó. Thì cho bây giờ cho vô tuân thử coffee. Is that a coffee or milk? That's gonna be Peruvian coffee mixed with the coconut milk. Oh, okay. Yeah, you want to try some? Is that one strong? It's Have you not as strong as just regular. The Vietnamese coffee. Yes. That's what they call Vietnamese balm, the black oh, coffee. Really? Yeah. Interesting. Yeah, I go to like Leaves oh. or I think Seven yeah. Leaves is Vietnamese too. Yeah, that's the coconut water. Hãy cho thử các bạn. I like mixing that one with the either the vanilla or the so chocolate one. Is that you selling like a cup or what? We have the to-go cups oh. For $7.50, or you mấy can đồng use mấy? Small 16-ounce for $8.50, or the 32-ounce for $14. Okay, 8 đồng nha, mang ra có 18 đồng. I want to try the 8, the small, yeah. You know, yeah, thì cho mua thử cái. All right, and which flavor would you like today? Which one is the popular one? A lot of people like the vanilla and then just the regular coconut milk. Yeah, coffee. Yeah, that's fine. The regular mm-hmm. coconut? John, thử coconut milk. 15 minutes. Okay. There you go. Thank you. Of course, and then I will use coffee, các bạn ơi. Cái này là của người Bolivian, right? Is it Bolivian? What's that? Bolivian coffee or what? Those are actually, the keto coffee is Peruvian. Oh. Peruvian, cold. Các bạn nó chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi. Đó. Thì đó, John quay một mẫu video nhỏ nhỏ góc vui cuộc sống quận Cam Cali ở bên quận Cam, thì một mẫu chuyện nhỏ nhỏ góc vui cùng các bạn. Sáng và ghé vô Farmer Market, cái chợ nhỏ nhỏ đó mua đó. Đây là củ bít này, 2 đồng. Cà chua tí hon 2 đồng. Blueberry cái này á 4 đồng. 4 đồng nè. Dâu nè, cái này dâu nhỏ 4 đồng. Đó. Còn đây là cà phê. Về cái chai này á 8 đồng. Đó các bạn đó. Thì đó các bạn, thì đó là một buổi sáng của người dân quận Cam cũng như là John đó, dậy sớm mình đi exercise, mình ghé qua chợ, một cái chợ nhỏ nhỏ trong công viên đó, thì mình mua những cái thực phẩm này về nó fresh, mình uống. Đây là cà phê John mới mua đó, là cái chai này là cà phê dừa.
ở nhà John đó, John có một cái máy nó kêu là máy alkaline. Cái nước này là nước alkaline water đó. Cái máy này là máy cũng là loại cũ rồi. Thì cái máy này á, rất là tốt cho rửa trái cây đó các bạn. Đó. Thì John đang lấy cái nước này ra để cho đi ra rửa trái cây ra cho ăn đó các bạn. Nó còn fresh. Đó. Cái máy này tốt lắm các bạn ơi. Rất là tốt, nước uống và rửa trái cây đẹp tốt lắm á. Thì cái nước đó các bạn, John vừa lấy ra thì John sẽ lấy một vài nước trái cây này mới mua về này. Mình rửa cho sạch. Nước thường thì rửa cũng sạch nhưng mà cái này nó rửa sạch lắm, nó rửa hết những cái chất dơ chất bẩn ra hết. Đó. John bỏ vô trong rửa. Rửa rồi mình ăn tươi luôn, mình ăn rất là ngon. Thì đó các bạn, John về mang về cho rửa cho ăn. Ăn nó tươi, rất là tươi. Mình ăn bao nhiêu thì mình rửa đấy bao nhiêu. Đó, ăn đó các bạn. Thì cho có một vài cái chia sẻ ở cái nước alkaline đó các bạn. Cái nước đó các bạn lấy các bạn rất là rất rất tốt. Cái nước alkaline water đó rất là tốt các bạn. Thì cho mua về cho hay dùng cái nước đó cho rửa trái cây nè. Nó làm cho trái cây mình sạch hơn là nước thường và trái cây ăn vô là ngon nữa, rất là ngon. Nó như trái dâu này rất ngọt và ngon lắm. Thôi một lần nữa hãy cho cuộc sống của Cam Cali, chúc các bạn có một tuần lễ vui vẻ nhé. Và các bạn nhớ like và subscribe cho John nha. Cuộc sống quận Cam Cali. Đăng ký John cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. Chào các bạn.